Điều gì giúp Jibu vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên TikTok? Hashtag Jibu cán mốc 2 tỷ lượt xem trên TikTok thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đáng chú ý, lượt xem tăng từ 1 tỷ lên 2 thì chỉ trong vòng 45 ngày. Dù cái tên Jibu vẫn gây nhiều tranh cãi về tài năng ca hát nhưng sức hút của cô trên mạng xã hội là điều không thể phủ nhận. Đến hiện tại, Jibu đã có gần 21 triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, một số tài khoản có lượng follow lớn như Fanpage có hơn 9 triệu, Instagram gần 5,8 triệu, TikTok với 3,3 triệu, kênh YouTube đặt nút vàng với 1,4 triệu. Jibu và Đạp Gió 2023 cũng xuất sắc, có mặt trong top 10 chủ đề nổi bật nhất trên mạng xã hội 4 tuần liên tiếp. Từ 16 năm đến 12-6, thống kê của Junet Media cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng nói riêng và khán giả nói chung cho show giải trí hàng đầu xứ Trung mà Jibu tham gia. Còn theo bảng xếp hạng top 10 influencers ghi nhận tương tác nhiều nhất trong tháng 5 của Kamba, ai? Jibu xếp ở vị trí thứ 2, nữ ca sĩ thu hút hơn 10 triệu lượt tương tác khi tham gia trong chương trình Đạp Gió 2023, trong đó nổi bật là màn trình diễn bản hit đó Hoa Hồng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng thảo luận nhiều về các màn tương tác của Jibu với các đội trưởng Amber Liu, Ella, SHE. Cũng từ hệ thống dữ liệu của Comba, Jibu tham gia tỷ Đạp Gió Trẻ Sống mùa 4 đứng đầu bảng xếp hạng Hot Topics tháng 5 với hơn 6,5 triệu lượt tương tác và hơn 500.000 thảo luận. Jibu cũng rất nhiều lần lọt top cao trên Hot Search Weibo, trên TikTok với nội dung đa dạng không phải chỉ riêng Đạp Gió 2023. Kể từ khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023, Jibu đã lập tài khoản Weibo cá nhân Super Topic Siêu Thoại, một nhóm dành cho người hâm mộ, Hồ Viên Hội trang dành cho fan trên Weibo. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượt người theo dõi nữ ca sĩ trên Weibo đã vượt mức 220.000 và vẫn đang tăng với tốc độ chóng mặt. Cô cũng là nghệ sĩ Việt Nam được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Tỷ Đạp Gió Trẻ Sống thu hút người xem không chỉ bởi những tiết mục trình diễn bất ngờ của các ngôi sao nữ mà còn ở sân khấu dàn dựng và thiết kế hoành tráng, âm nhạc cuốn hút, trang phục trình diễn ấn tượng và thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh những màn trình diễn, chương trình dành phần lớn thời lượng mỗi tập để giới thiệu chân dung và sự nghiệp của các nghệ sĩ tham gia, mang đến những câu chuyện hậu trường thú vị về những buổi tập luyện, những khoảnh khắc sinh hoạt trong nhà chung. Đạp Gió 2023 được ghi hình tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chương trình đang tiếp tục ghi hình những vòng công diễn tiếp theo.